Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Last Radio nha Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 96 Được mang tên là Thiên Nhân Tộc của Bộ truyện Thế Giới Hoàng Mỹ Tác giả Thường Đông, dòng đọc của Last Radio Mọi người xem mà thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Last bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Last Còn bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn cho Last thì có thể thông qua các hình thức như là phí Momo, Paypal hoặc địa chỉ ngân hàng Đã câu dán tất cả dưới mô tả video Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người Sáng hôm sau, bởi vì thời gian vô cùng cấp bách, đại kiếp nạn có thể phủ xuống bất cứ lúc nào, cho nên cả đoàn người không dám nán lại trong thôn nữa mà nhanh chóng khởi hành đi tiếp. Và hư không thú xuyên qua hư không, tiếp tục hành trình xa xa vô tận. Bọn họ đi không bao lâu nhưng tuyệt đối không dưới mấy triệu dặm đường thì không gian lần nữa lại nứt ra. Cả đám người nhanh chóng vọt ra ngoài vết nứt không gian để về thế giới hiện thực. Chim tước kêu to, cây cỏ vô cùng phong phú, mùi hoa thơm ngát. Đây rõ ràng là một vùng thần sơn tràn đầy linh khí, mọi người đều nhìn thấy có không ít thủy thú chim quý qua lại khắp nơi vân hy đi ở phía trước dẫn đường đám người còn lại thì nói bước theo sau cả đám người nhanh chóng rời khỏi khu vực bên ngoài để tiếp cận khu vực trung tâm của khu thần sơn ở trung tâm thần sơn cả đám người có thể thấy được linh khí khắp nơi hào quang quanh núi khiến cho người ta cảm thấy càng ngày càng an lành sau khi bước vào khu vực tịnh thổ của thiên nhân tộc thạch thảo nhìn thấy rất nhiều dị thú quý hiếm cùng với không biết bao nhiêu là thảo dược khiến cho người ta phải đỏ mắt thèm thuồng nhất là khi nhìn thấy có ba con bác trân kê đang nhàn nhã dạo bước thì thạch thảo rất muốn xông qua đó tóm sạch bọn chúng đem về thôn nuôi dưỡng cuối cùng bọn họ bắt đầu leo lên thần sơn lần đến này rõ ràng không giống như lần trước đó bởi vì lần này vân hy mở ra một tòa trận pháp khiến cho một tòa núi vô cùng hùng vĩ xuất hiện trước mặt nó tươi sáng rực rỡ nó vốn bị trận pháp bao phủ lấy cho nên bình thường không ai có thể nhìn thấy nó cả người ở bên ngoài không hề hay biết rằng đây mới là tòa thần sơn quan trọng nhất của thiên nhân tộc hả vận hi tiên tử đã trở về rồi một con ngân giao thú mở miệng nó nằm cuộn tròn trên một khối đá lớn nặng mấy trăm ngàn cân để bảo vệ sơn đạo tin tức nhanh chóng truyền tới người trên núi mấy bóng người phá không mà tới sau đó hạ xuống sơn đạo người dẫn đầu đứng ở một bậc thang đá nhìn xuống phía dưới <laughs> tốt lắm dân hy còn có thể đem hắn trở về đây còn nhờ người ở bên ngoài trấn áp đó rồi mang về đây hả một người đàn ông trung niên trong đó cười to rồi nói vân hy ngượng ngùng bản thân của nàng còn suýt chút nữa đã bị nó bắt về làm vợ rồi thì làm sao đủ sức bắt nó mang về đây chứ cứ mỗi lần nhớ tới chuyện ở thạch thôn là nàng lại tức giận và xấu hổ vô cùng không phải như vậy đâu tứ thúc ạ à. thúc hiểu lầm rồi vân hy giải thích Hiểu lầm cái gì chứ? Tên tiểu tặc này dám cướp đi pháp khí tổ truyền của chúng ta mà không chịu trả lại. Hiện tại cho dù có nói cái gì đi nữa thì nó cũng đã rơi vào tay thiên thần Sơn chúng ta rồi. Thúc xem nó còn cách nào để chạy trốn được nữa hay không? Người đàn ông trung niên trên thềm đá xanh đầy tức giận nói y chẳng hề có chút hảo cảm nào với thạch Thảo cả. Nè nè, sao có một con chim ngu ngốc không có cộng lông ở đây vậy? Có người hỏi như vậy bởi vì nhị ngốc tử quái dị vô cùng Muốn người khác không chú ý cũng không được Hả? Cái đám tiểu tử chắc mỗi chưa sạch các ngươi Đừng có mà ăn nói lung tung Mau chóng đi gọi cha chú của các ngươi ra đây đón tiếp đại thúc ta nào Nhị ngốc tử vô cùng phách lối la lên Người đàn ông trung niên lộ ra sắc mặt khác thường Ở trên thiên thần sơn này ai ai mà không biết y chứ Thế mà con chim quái dị này lại dám hô to gọi nhỏ với nó Nó rút cuộc có lai lịch như thế nào đây Bất quá y cũng không dám có chút bất cẩn nào bởi vì khi suy nghĩ kỹ lại thì y phát hiện ra nhị ngốc tử có tu vi gần như là không Nên y cho rằng con chim này sâu không lường được Rất có thể nó chính là người đã ra tay giúp Vân Hy bắt giữ thạch thạo Xin hỏi vị tiền bối này là ai vậy? Tứ gia của thiên thần Sơn khiêm túng thỉnh giáo Tứ thúc ạ, à, con chim này chính là con chim khổng thước năm xưa đó Vân Hy giải thích, nàng không hề có tí hảo cảm nào với nhị ngốc tử hết Cho nên nàng bất bình khai nó ra luôn cái gì? Là lão tạc ngươi lại còn dám tới đây hả? Ngay lập tức tứ gia nổi giận đùng đùng, trên thiên thần sơn ai mà không biết tới con khổng tước năm xưa đáng hận tới mức nào chứ. Nó ở thiên thần sơn không ngừng gây họa lung tung, lừa bịp trộm cắp đủ trò, đúng là không chuyện ác nào mà không dám làm. Nhị ngốc tử cười gằn rồi nói: "Tiểu tử chắc mỗi chưa sạch kia, ăn có thể ăn lung tung nhưng mà không được phép nói bậy bạ nha chứ. Năm xưa ta từng bồng bế cả ngươi đó, ngươi còn từng chảy nước mũi xanh lè trên tay của ta nữa kìa." Người đàn ông trung niên thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu tươi rồi, dùng tay chỉ chỉ vào nhị ngốc tử mà nói không ra lời. Vân Hy càng hoảng sợ hơn, không lẽ là năm xưa lão tặc ghê tởm này ở thiên thần sơn còn lăn lộn đến mức độ này sao? Lão tặc, ngươi còn dám nói bậy nữa, ta sẽ lập tức chặt ngươi ra làm tám khúc đó. Tứ gia giận đến nỗi run rẩy cả người, nhị ngốc tử ngẩng đầu lên rồi nói, tiểu tử giác mũi chưa sạch kia chú ý lời nói của ngươi một chút đi không được bất kính với ta mau mau gọi lão tặc cha của ngươi lăn ra đây gặp mặt quỳ lại xin lỗi ta đi nếu không á các ngươi đừng hòng nghiên cứu ra được cái bí mật của tòa trận pháp kia hiện tại trên đời này chỉ có mỗi một mình ta biết rõ bí mật của nó mà thôi lão tặc hôm nay ngươi có gan đi tới đây rồi thì đừng hòng rời khỏi nơi này nữa nhìn xem ta trấn áp ngươi như thế nào đây người đàn ông trung niên kia lửa giận bừng bừng quát lớn Tiểu tử giác mỗi chưa sách kia Ngươi không biết ân oán tình cừu năm đó Thì đừng có nhiều lợi với ta Ngươi còn dám mất kính với ta nữa Thì một lát nữa cô cô của ngươi tới á Sẽ cho ngươi ăn rụng răng đầy đất cho xem Nhị ngốc tử khinh thường nói Ngươi nói cái gì Mắt của tứ gia như muốn phun lửa ra Cái tên khốn kiếp này càng nói càng quá đáng mà Ta nói cái gì sao Ta nói cha của ngươi cùng tổ phụ của ngươi năm xưa Bỗng đánh uyên ương Khiến cho ta cùng cô cô của ngươi phải chia cắt ra lại còn truy sát ta suýt chết nữa Ngày hôm nay ta tới để đòi lại món nợ năm xưa đây Tựa như nhị ngốc tử cũng không cam lòng Cho nên trừng mắt quát tháo Người của thiên thần sơn há hốc miệng ra Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây Cho dù là Vân Hy cũng phải trợn mắt há hốc mồm mà nghe Thạch hạo cùng đám người cửu đầu sư tử Cũng không biết mô tê cái gì Cho nên chỉ dám đứng một bên mà nghe ngóng thôi Năm đó các ngươi vẫn còn thiếu nợ ta một đoạn nhân duyên Lần này dùng con gái để trả nợ nha Ta quyết định rồi liền bắt cô gái này Vì làm vợ cho huynh đệ của ta Nhị ngốc tử đầu tiên là chỉ về Vân Hy Sau đó là chỉ về Thạch Thạo Dưỡng dưng nói ra Điều này khiến cho người ta không biết Nên nói cái gì cho phải cả Không ngờ rằng năm đó nhị ngốc tử Lại cùng một cô gái của thiên thần Sơn yêu mến nhau Lại còn bị bỗng đánh uyên ương Thạch Thạo hỏa linh như chỉ biết Hai mặt nhìn nhau mà nói không nên lời Ở lá chú thích gái nha Bỗng đánh uyên ương Theo lách nghĩ là dùng gậy đánh uyên ương hả ha? không biết ai uh, giải thích sao nữa thì có gì mọi người uh, giải thích hậu lát ở phía dưới uh, phần bình luận nha rồi tiếp tục năm xưa lão tặc nhà ngươi dám đại náo thiên thần sơn của chúng ta phá hoại linh vực ăn trộm thánh dược, thèm muốn thần trân của tộc chúng ta lại còn lừa gạt cả cha ta nữa có thể nói là lão tặc nhà ngươi chuyện ác nào cũng dám làm bây giờ lại còn dám đứng ở trước mặt ta ăn nói linh tinh như vậy người đâu mau bắt hắn lại cho ta tứ gia rít gào không ngừng Phía sau y lập tức có người vọt tới, hồng ra tay bắt con chim không lông kỳ quái kia lại. Nhị ngốc tử trừng mắt rồi nói. Dừng tay, tại sao ngươi không chịu đi hỏi cô cô của người thử đi? Nếu như chuyện ngươi dám bắt kính với ta chuyện đến tay của cô cô ngươi, khiến cho nàng đau lòng á, thì đến lúc đó ngươi là phải quay sang đây mà bồi tội với ta đó. Chuyện gì nữa đây? Người của thiên thần Sơn thầm nghĩ. Đám người đang lao xuống nhanh chóng dừng bước lại, cho dù là tứ gia cũng không chắc chắn về chuyện này. Tuy rằng y vô cùng tức giận, nhưng đúng là không dám đi trấn áp cái tên khốn kiếp kia. Vạn nhất tính sai thì phải làm sao bây giờ? Dân thương hải, Không cầu kỹ ta tự mình đến đây rồi, ngươi còn không chịu lăn ra đây gặp mặt ta hay sao? Lúc này trên người nhị ngốc tử phát ra một luồng khí thế không tên, không ngừng rít gào về phía thiên thần sơn. Lão tặc khốn kiếp nhà ngươi! Vân Hy không thể giữ bình tĩnh được nữa. Trong ấn tượng của nàng thì con chim ngu ngốc này vốn không phải là thứ tốt đẹp gì cả, Lúc trước nàng từng nghe qua chiến tích vô sĩ của nó rồi Không ngờ hôm nay nó còn dám gọi thẳng tên gia gia của nàng ra nữa Núi lớn đồ sộ, mây tím tách ra Một luồng cầu vòng vọt tới Rồi một đoàn hào quang thánh khiết hạ xuống Khi mây mù tản ra Thì một vị lão nhân đáp xuống mặt đất Người này chẳng hề xa lạ gì với thạch hạo cả Lão chính là lão già đã đại chiến với nó Ở trên hư thần giới Cuối cùng nó không những đoạt được cái hậu tí kia Mà còn đánh cho lão một trận vô cùng sảng khoái nữa cho nên lúc này khóe miệng của nó không nhịn được mà khẽ vểnh lên. Lại gặp cái tên tiểu tử đang chết này rồi. Vân Thương Hải là ai chứ? Bản thân là tôn giả đương đại, cho nên linh giác đương nhiên phải vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt của Thạch Hạo thôi là biết nó đang nghĩ cái gì rồi. Mỗi lần nghĩ tới chuyện cũ ở hư thần giới đều khiến cho Vân Thương Hải cảm thấy tức giận. Trong lòng của lão thực sự là rất muốn một trưởng tiễn Thạch Hạo lên trậu Diêm Vương rồi, sau đó chôn vùi khoảng thời gian bị đánh đập tàn nhẫn trong hư thần giới kia đi, nếu không mỗi khi lão nhìn thấy cái ánh mắt này đầy khiêu khích của nó thì không thể nào chịu đựng nổi. Đương nhiên, việc đầu tiên Vân Hương Hải muốn làm không phải đi đối phó với Thạch Hạo mà là đi bắt cái tên nhị ngốc tử khổng cầu kỹ kia phải ngậm miệng lại. Đây không phải là khổng cầu kỹ nằm đó quát tháo phong dân ngạo thị hoang dực một đời hay sao? Tại sao giờ đến cả một cộng lông chim cũng không còn vậy nữa? Nhớ năm xưa, khổng tước tôn giả phong thái hiên ngang, anh tư bậu phát, hùng bá tứ phương, Vậy mà tại sao bây giờ lại ra nông nấu như vậy chứ? Tổ phụ của Vân Hy, Vương Thương Hải chăm chọc. Nhị ngốc tử cười lạnh rồi nói. Ha, ngươi thì biết cái gì chứ? Ta đang thực hiện việc nét bàn. Một khi long thần của ta tái sinh, nhất định sẽ trở thành thần giỏ ngút trời, thần tư cái thế. Cho ngươi sáng con mắt của mình ra. <laughs> người trốn biết bao nhiêu năm rồi Tại sao giờ lại không tiếp tục trốn nữa đi Mà chạy lại đây làm gì chứ Ta đang chống mắt lên chờ ngươi nếu bạn thành công đây nè Tuy nhiên việc người dám trốn vào bách đoạn sơn nằm đó quả nhiên thật khiến cho ta bội phục mãi không thôi nha. Vân Thương Hải nhìn nó mà giọng đầy mỉa mai, sau đó lão sầm mặt, lại tiếp tục nói. Hiện tại tôi chi của ngươi đã mất hết rồi, mà vẫn còn dám đi lên thiên thần sơn của ta, ngươi không sợ ta tới sống ngươi hay sao? Sợ ngươi thì bản tọa đã không đến đây rồi, không có ta thì các ngươi có thể nghiên cứu thấu triệt cái tòa trận pháp kia được hay sao chứ? Ha, cho dù các ngươi nghiên cứu được toàn bộ thì đã sao chứ, nếu như không có trận độ thì cũng thành phế thải mà thôi Nhị ngốc tử khinh thường nói Sau đó lại nhìn đám tôn giả của thiên thần Sơn Với vẻ mặt đầy chăm chọc rồi nói tiếp Các ngươi muốn rời đi khỏi nơi này Thì đã hỏi qua ta có đồng ý hay không chưa vậy Ta không cho phép các ngươi rời đi Thì các ngươi sẽ rời đi được sao Âm thanh của nhị ngốc tử rất cao Nó ngang ngược liếc qua đám người vân thương hải Khiến cho cả đám chấn động không thôi Ngươi Tứ gia không cam lòng, con khổng tước trong truyền thuyết kia hôm nay lại dám quay lại. Không những thế, nó còn không ngừng mắng chửi cha của y, khiến cho y không thể nào chịu đựng được. Tên khốn kiếp này quá kiêu ngạo rồi. Tiểu tử chắc mỗi chưa sạch kia, ngươi đừng có mà lộn xộn đó. Không tin lời của ta thì có thể chạy tới hỏi ông già của ngươi đi, xem có phải năm đó ngươi từng chảy nước mũi lòng thòng trên tay của ta hay không. Nhị ngốc tử liếc y một cái, dững dưng nói. Tứ gia ở trên thiên thần sơn có địa vị không hề nhỏ, giờ cũng đã là trung niên rồi, thường ngày rất uy nghiêm, thế mà ngay lúc này gân xanh nổi khắp trán, y như muốn phát điên lên vậy. Tên khốn kia có cần phải đê hẹn đến như vậy không chứ? Mặc kệ là giả cũng được mà thật cũng chẳng sao. Tên khốn kia dám nhiều lần đứng ở trước mặt đám tiểu bối của y mà bốc phép chuyện này, thực sự là tức chết đi mà. Chịu tớ, con mau lùi xuống đi. Vân Thương Hải mở miệng ngăn cản không cho tứ gia ra tay. Chuyện này không phải là sự thật chứ, Thạch hạo đờ người ra rồi lẩm bẩm Tuy rằng lời nói không phải lớn Nhưng cũng đủ cho mọi người nghe được rồi Có người nhịn không được mà len lén cười Trên dưới thiên thần sơn vô cùng lúng túng Kể cả Vân Hy cũng có chút choáng ván nữa Tại sao con khổng tước này chẳng hề giống với những lời đồn khi xưa Có ẩn tình gì bên trong hay sao đây Tên không kiếp nhà ngươi, sĩ nhục khẩu bối thì có gì là giỏi chứ Vẫn y chang như năm xưa, dùng những lý lẽ dơ dẫn đi chọc tức người khác Đúng là chuyện ác nào cũng dám làm Vân Thương Hải tức giận nói Nói bậy là do đám các ngươi bỗng đánh uy ngương Khiến cho ta cùng với Mộng Lan phải chia lìa Nhị ngốc tử phân bua Cho dù là Tứ Gia hay là Vân Hy Và đám người trên thiên thần sơn Đều dựng thẳng lỗ tai lên mà nghe ngóng tình hình một cách cẩn thận Thật sự là có dính dáng tới một đại nhân vật tên là Vận Mông Lan Vân Thương Hải nói nếu không phải do người phá hoại linh dược trong cấp thánh dược thèm muốn thần chân của chúng ta thì ai thèm truy sát ngươi làm cái gì chứ Nói lên tinh ta chỉ là hiếu kỳ cho nên tìm kiếm một chút thôi Rõ ràng là đám các ngươi đố kỵ khổng tước đại tôn giả ta siêu phàm thoát tục vượt qua các ngươi mà thôi Nhị ngốc tử kêu lên Sau khi mọi người nghe xong cuộc đối thoại của hai người Đều nhất trí cho rằng Nhị ngốc tử tuyệt đối không phải là người tốt Mà thiên thần sơn cũng chẳng phải là hạng người lương thiện gì Tóm lại là song phương đều có trách nhiệm trong chuyện này Không cách nào phân rõ ai đúng ai sai được Đi đi thôi, chúng ta cùng nhau lên núi thôi Mời Mộng Lan tới rồi tiếp tục phân định đúng sai một cách rõ ràng Ánh mắt của Vân Thương Hải lóe lên một tia giả dối Rồi đưa ra đề nghị Nhị ngốc tử ngay lập tức ỉu xìu rồi nói Khoan đã, chúng ta ngồi xuống nói chuyện cũng không phải là không được Chỉ cần không mời Mộng Lan tới là được rồi Với bộ dáng của ta hiện tại Thì làm sao dám đi gặp nàng ấy được chứ Đợi ta khôi phục lại anh tư thần võ Rồi nhất định sẽ quay về tìm Mộng Lan sau sau đó nó đột nhiên ngẩng đầu lên rồi nói dân thương hải người mất vỏ trò quỷ với ta đi khổng tức tôn giả ta đây không phải là loại người dễ bị áp bức như vậy đâu muốn hiểu rõ tòa trận pháp kia cũng được thôi chỉ cần ngươi chịu xuất ra tiền vốn á thì ta lập tức nói cho ngươi biết nơi núi lớn nguy nga đồ sộ này có một con đường bằng đá dẫn lên đỉnh núi con đường bằng đá này đã tồn tại từ thời thái cổ nó được cho là một vị thiên thần tự tay mình làm ra con đường bằng đá này phủ đầy rêu xanh, đường nhỏ gập ghềnh và vắng vẻ, tỏa ra một loại ý cảnh của việc tìm tiên tra đạo, đặc biệt xung quanh con đường ngẫu nhiên xuất hiện các gốc linh dược, linh thú, thủy cầm. Việc này càng làm tăng thêm vẻ tiên đạo cho con đường này. Quá, wow, dược điền thật là kinh người nha. Thạch thảo tháng phục. Khi tới gần đỉnh núi thì linh khí ngày càng đậm đặc hơn, ánh sáng đủ màu sắc tỏa ra khắp nơi. Ở nơi đó có một dược điền trong rất nhiều linh dược tràn đầy sức sống, khiến cho dược hương tỏa ra nồng nặc nhiều linh dược như vậy nhưng lại có thể sinh sống cùng với nhau không phù hợp với lẽ thường chút nào nguyên nhân chủ yếu là do dược điền này được một vị thiên thần tự tay mình khai khẩn sau đó lại bày xuống một trận pháp kinh thế để đảm bảo cho tinh khí lúc nào cũng dồi dào nhằm tẩm bổ cho linh dược ngoài ra còn có một linh tuyền để tẩm bổ cho đức và linh dược ở bên trong dược điền nữa ngọn núi này thực sự là rất to lớn có khu vực thì ác điểu đầy trời mỗi một con đều dài mấy chục mét thậm chí còn có vài con ác điểu bá chủ dài đến vài trăm mét nữa cũng có khu vực hung thú tung hoành khắp nơi chúng ở bên trong đại trận phát ra từng tiếng rít gào khiến người khác phải chấn động tâm hồn sát khí ngút trời thần sơn quả nhiên không phải đơn giản khắp cả thần sơn này chỉ có duy nhất ở trên đỉnh núi là yên bình nhất thôi vân thương hải dẫn mọi người tới một khu vực đặc biệt nơi này có hai dược điền và vài gian nhà tranh ở bên trong khiến cho mọi người có cảm giác như là đang rời khỏi nhân gian đi vào tiên cảnh vậy được rồi Bây giờ ngươi nói ta nghe thử một chút tình hình xem nào Hai người đi tới trước một tòa nhà tranh Rồi ngồi lên một tảng đá Bắt đầu uống trà nói chuyện Bọn họ tự hồ đã bình tĩnh lại rồi Không còn tiếp tục tranh chấp nữa Mà đám người thạch thạo thì đi loanh quanh khu vực dược điền Này Giang Hy Thánh dược của tộc các ngươi có hình dạng như thế nào vậy Có thể cho chúng ta nhìn qua một chút được không vậy Hỏa Linh Nhi vô cùng hiếu kỳ Mở miệng hỏi Thạch thạo cùng đám sư tử chính đầu cũng gật đầu lia lịa, bọn nó cũng rất muốn xem thử cho biết Bọn nó từ lâu đã nghe qua hai chữ thánh dược Nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt cả Vân Hy nhìn bên phải Rồi lại nhìn sang bên trái Xem thử còn nhân vật trọng yếu nào ở xung quanh nữa hay không Do những người này bị nhị ngốc tử Làm cho tức giận nên đã bỏ đi hết rồi Còn về tứ gia thì y đã chạy đi tìm Các nhân vật lớn tuổi trong thiên thần sơn Để tìm hiểu xem chuyện nhị ngốc tử kể lại Có phải là sự thật hay không Ban đầu nàng cảm thấy hơi khó xử Nhưng cuối cùng vẫn đồng ý Dẫn đám người thạch thạo đi xem thánh dược nàng cũng không quên nhắc nhở bọn nó là không được làm việc sàng bậy khi nhìn thấy thánh dược đặc biệt là cảnh cáo thạch hạo phải quản lý hoàng điệp cho tốt không được phép làm bậy bởi vì xung quanh thánh dược đều có trận pháp bảo vệ nếu như làm bừa thì chết không có chỗ chung ngọn núi này thực sự là quá to lớn vân hy dẫn đám người bọn nó đi qua một khu vực khác sau đó nàng mở ra một tòa trận pháp để tiến vào một tiểu thế giới khác đã bị ngăn cách với thế giới bên ngoài trời ơi linh khí nơi này thật là nồng nặc mà không chỉ như vậy nơi đây còn có cả linh khí hóa thành chất lỏng nữa họa nhà khiếp sợ không thôi nơi này không chỉ có linh tuyền cuồn cuộn mà còn có cả cây cỏ vô cùng phong phú hoa tươi thì nở rộ kỳ thạch ngang dọc nơi này đúng là thánh thổ mà không những thế nơi này còn có tượng tia hào quang từ trong hư không hạ xuống kết thành dung dịch nhỏ nữa cái này đúng là linh dịch không thể nào sai được rồi mọi người chỉ biết đứng nhìn và thán phục mà thôi nơi giống như vậy có nhiều không vậy thạch Thảo dò hỏi còn có rất nhiều khu vực giống như vậy nữa, nhưng linh khí nơi đó lại không thể nào nồng nặc bằng nơi này được đâu. Vân Hy nói, nàng giải thích thêm cho mọi người biết rằng ngọn núi đã bị trận pháp chia thành nhiều khu vực khác nhau, khiến cho núi giống như là tạo thành từng tiểu thế giới riêng biệt vậy. Ngọn thần sơn này đúng là to lớn thiệt mà. Sư tử chính đầu than thở, nó bây giờ mới hiểu ra những thứ nhìn thấy ở trên đường đi lúc trước chỉ là bề ngoài mà thôi. Thực sự thiên thần sơn đã được trận pháp che giấu đi hết cả rồi đoàn người đi thật sâu vào bên trong tiểu thế giới này thì đột nhiên có mùi thơm sọc vào mũi khiến bọn họ lập tức thay đổi sắc mặt đoàn người không kháng cự được mà nhanh chóng tiến về phía trước sau đó tất cả mọi người đều hoảng sợ phát hiện ra thần hồn của mình như có dấu hiệu muốn thoát ly thân thể thật không ngờ mùi thơm kia lại có thể tẩm bổ cho hồn phách con người đây là cổ dược gì vậy hỏi linh nhi kinh dị hỏi ngay lập tức cả đám người liền liên tưởng tới cây thánh dược kia mùi thơm này nhất định là do nó tỏa ra rồi mọi người ai cũng đều chờ mong vì bọn họ sắp gặp được cây thánh dược kia rồi đám người tiếp tục đi thêm mấy dặm nữa thì mùi thơm kia càng ngày càng nồng nặc hơn không lâu sau thì bọn họ rốt cuộc cũng đã tới nơi nơi đó là một hồ nước do linh khí hóa thành chất lỏng ngưng tụ tạo thành ngoài ra dưới đáy hồ nước còn có phụ văn lấp lóe không ngừng còn có thiên địa thần thạch lộ ra bên ngoài Khí tức của chúng tương đồng với cây thánh dược kia đây chắc hẳn là do quanh năm cộng sinh cùng cây thánh dược kia nên đã tạo thành tất cả những thứ này đây là một cây sen, nó cắm rễ bên trong hồ nước kia, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng tím, đến cả rễ cũng có màu vàng tím, tựa như một thần kim màu tím đúc thành vậy. Từ trên thân của cái cây này không ngừng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, khiến người ta phải ngây ngất thần hồn. Đây là thánh dược gì vậy, vậy? Có thể khiến cho hồn phách của ta cảm thấy cực kỳ thoải mái đó. Hỏa nhà hỏi. Là dẫn hồn liên. Vân Hy trả lời, cây thánh dược này sống qua rất nhiều năm tháng rồi, giá trị không thể đoán được, cho dù dùng bất kỳ thứ gì tới trao đổi cũng không thể được. Toàn thân vững hùng liên bao phủ ánh sáng màu tím vàng, có từng ánh tím bốc lên cao khiến cho nó càng thêm mờ ảo. Cây này tổng cộng chỉ có 8 chiếc lá mà thôi, hoa của nó có màu tím vàng rực rỡ và được chia thành 8 cánh hoa, đài hoa không ngừng tỏa ra ráng lành. Nó đúng là một báu vật mà. Thạch thạo than thở, cây thánh dược này có công hiệu vô cùng nghịch thiên, nó có thể khiến cho người chết sống lại, nếu như trong lúc luyện đan mà bỏ thêm một ít dẫn hồn liên vào thì có thể khiến cho dược hiệu tăng lên gấp 10 lần. Dùng thánh dược đi luyện đan thì có mấy ai hiểu rõ được chứ, vì căn bản người bình thường còn không thể thấy qua một cây thánh dược thì nói chỉ đến chuyện dùng nó để luyện đan. Thương truyền vào thời thái cổ thì cây thánh dược này giống được thiên thần chăm sóc, ban đầu nó có tổng cộng là 9 chiếc lá, hoa cũng được chia thành 9 cánh, cho nên dược hiệu so với hiện tại còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Vân Hy nói thêm. Cái gì? Mạnh như vậy hả? chim loan năm màu kinh ngạc thốt lên ừ. nhưng sau đó nó đã bị thương có người chém qua chân linh của nó nên khiến cho nó bị thoái hóa thành bộ dạng như vậy vân hy thở dài rồi giải thích nó chỉ có 8 chiếc lá và 8 cánh hoa mà đã là thánh dược rồi vậy thì khi nó có đủ 9 chiếc lá cùng với 9 cánh hoa thì nó sẽ ở đẳng cấp nào chứ thạch thạo ngờ vực không thôi hoàng điệp trên đầu của thạch thạo lúc này bắt đầu động đậy như là muốn thức tỉnh vậy thạch thạo nhanh chóng ra tay ngăn chặn hoàng điệp lại không cho nó làm bậy bởi vì nơi này có trận pháp cấp thiên thần bảo vệ xung quanh nếu như chạy ra làm loạn thì sẽ vô cùng nguy hiểm đúng lúc này thì có người ở bên ngoài trận pháp truyền âm vào mời thạch thảo ra ngoài đám người vân hy nhanh chóng rời khỏi vùng tiểu thế giới này để đi ra ngoài tụ hợp cùng người khác sau khi ra ngoài thì bọn nó lần nữa quay trở lại mấy cái gian nhà tranh lúc trước khi tới nơi bọn nó lập tức nhìn thấy nhị ngốc tử đang cùng với một đám người khẩu chiến không ngừng nước bọt văng khắp nơi các người cũng trở về rồi hả ta đang giải thích cho bọn họ nè cuối cùng thì họ cũng ý thức được trận pháp kia không còn nguyên vẹn nữa mà ta lại biết cách tu bổ cho nó nên bọn họ vô cùng cảm kích ta nè nhị ngốc tử giải thích với đám thạch thạo nó hồn nhiên không thèm đếm xỉa gì tới khuôn mặt đang tái xanh của đám người bên kia cả nó nhìn về phía thạch thạo mà nói nhóc con ta từng nói sẽ tìm cho ngươi một cô vợ đó ngươi có nhớ không vậy người đó chính là cô gái này nè sau này nàng sẽ là vợ của ngươi Ngươi thích làm gì thì cứ làm Gia gia của nàng cũng đã đồng ý chuyện này rồi Hả Vân Hy sợ đến mức mặt mày tái nhợt Nàng mới rời đi không bao lâu thôi Mà nhưng sao giờ lại trở thành như thế này rồi Năm xưa các ngươi thiếu nợ bản tọa Thì hôm nay tộc các ngươi phải ngoan ngoãn trả nợ lại cho ta đi Nhị ngốc tử vô cùng hả hê Không thèm nể nang mặt mũi của thiên thần Sơn chút nào cả Nhị ngốc tử thì cười to liên hồi Nhưng đám người của thiên thần Sơn Thì sắc mặt lại vô cùng khó coi chỉ có một mình Vân Thương Hải là vô cùng bình tĩnh, lão cười rồi nói. <cười> ta chỉ nói rằng với tài năng của cháu gái ta thì trên khắp cái hoang vực này cũng chỉ có mỗi mình tên nhóc đó mới xứng đôi mà thôi. Và ta cũng không hề nói bất cứ điều gì khác ngoài mấy cái lời đó cả nha. Lão già kia, ngươi không cần phải giở trò trước mặt ta đâu. Chẳng phải các ngươi rất muốn tu bổ lại pháp trận kia để mau mau trời khỏi nơi này hay sao? Nhị ngốc tử cười gần rồi nói. Ngươi nghĩ mình còn nhỏ hay sao chứ Nếu như hai đứa nó tình đầu ý hợp á, Thì tất nhiên sẽ không phản đối chuyện này rồi Nhưng nếu như cháu gái của ta phải chịu ủy khuất á, Thì ta không thể chấp nhận được đâu Vân Thương Hải nói Nhị ngốc tử trừng mắt Nó như nghĩ tới chuyện tình năm xưa của mình Cho nên vô cùng căm hận rồi nói Cha con nhà các ngươi chẳng khác gì cháu hết Đều là hộ ly thành tinh Năm xưa lão giải từng nói với ta rằng Chỉ cần mộng lan cũng yêu ta Thì lão sẽ không ngăn cản Nhưng cuối cùng thì sao chứ không ngờ lão ấy lại cho người truy sát ta không ngừng nghỉ Lão già ngươi cũng không cần giả ngu giả ngơ với ta nữa đâu Được thì trả lời được Không được thì trả lời không được Đừng có mà quanh coi với ta làm phí thời gian Ngươi không cảm thấy mình quá kiêu ngạo hay sao Đúng lúc này Có một người đàn ông trung niên đứng dậy Gã lạnh lùng nhìn nhị ngốc tử Sau đó lại quay sang nhìn đám người thạch hạo mở miệng nói Lão nhị của nhà chăn thương hải sao Chẳng lẽ ngươi muốn ra tay với ta hả Khóe miệng của nhị ngốc tử nổi lên một nụ cười lạnh lùng Người đàn ông trung niên được gọi là nhị gia kia mở miệng nói tiếp. Ta thật sự là không rõ, ngươi tìm đâu ra cái vẻ tự tin đó nữa. Tư duy của ngươi thì đã mất sạch rồi, mà cũng dám đăng lâm thiên thần sơn là lối quay phá. Hay là ngươi dựa vào đoạn tình cảm năm xưa của ngươi và mộng lan cô cô. Nhưng đứng trước sự việc có liên quan đến an nguy của bộ tộc á, thì ta tin rằng cho dù là cô cô có yêu ngươi đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng sẽ không dám ra tay ngăn cản chúng ta đâu theo tôi thấy thì mấy người tu bổ trận pháp đã đến rồi người cướp đi pháp khí tổ truyền của bộ tộc ta cũng đã tới thì chúng ta không cần phải trì hoãn làm gì nữa mau chóng bắt bọn chúng đi tu bổ và mở ra trận pháp kia thôi một lão già khác cũng nhanh chóng lên tiếng ông ta có mái tóc màu vàng kim nhạt hiển nhiên ông ta không chỉ có huyết thống của thiên nhân tộc mà còn có cả huyết thống của bằng tộc nữa sau đó ông ta liếc nhìn qua vân hi rồi lại nói tiếp chẳng phải là không bao lâu trước đây đã từng có người của kim sĩ đại bằng tộc tới thiên thần sơn chúng ta cầu thân hay sao? ta cảm thấy chuyện này có thể suy nghĩ lại được đó. dù sao có hai bộ tộc chúng ta cũng không phải là người xa lạ gì với nhau cả mà. sau khi hai người này mở miệng thì bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương, sát khí tràn ngập xung quanh, mọi tranh chấp và thương lượng của mọi người lúc trước nhanh chóng bị gạt qua một bên cả rồi. chúng ta có lòng tốt muốn tìm các ngươi để hợp tác. Thế mà thật không ngờ đám các ngươi lại muốn trấn áp chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi định sau khi lợi dụng chúng ta xong thì sẽ ra tay giết người diệt khẩu hả? Nhị ngốc tử hỏi. Ngươi tự xem lại bản thân của mình trước đi đã. Tuổi thì cao, tu duy thì bị tiêu tán gần như không còn. Mà vẫn còn trai vẽ ta đây hay sao? Chỉ với một chút giống liếng nhỏ bé mà cũng dám tới thiên thần sơn chúng ta mà hô hào hả? Người cảm thấy bản thân mình có thể áp chế nổi chúng ta hay sao? Người đàn ông trung niên được gọi là nhị gia kia lại lên tiếng. Tại sao tôi cứ có cảm giác như là các ngươi đang uy hiếp bọn ta vậy hả? Thạch Thảo đứng dậy, nói không nhanh không chậm mà bước tới gần. <laughs> Anh bạn nhỏ đừng có hiểu lầm, chúng ta vẫn còn đang tranh luận kia mà. Cho nên nếu có một số người không giữ được bình tĩnh mà nói những lời khó nghe thì cũng là chuyện bình thường, không thể tránh khỏi được mà. Vân Thanh Hải cười cười làm hòa giải thích. Đợi có chúng ta còn gì phải khách khí như vậy chứ? Ông lão có mấy tóc vàng nhạt thờ ơ mở miệng, sau đó lại nhìn về phía thạch hạo hờ hững nói tiếp. Chỗ này là thiên thần sơn chứ không phải là hư thần giới, cho nên ngươi không được phép tùy tiện làm chuyện sàn bẫy. Không còn gì để tranh luận nữa, ngươi hãy lập tức trả lại hộ tí cho chúng ta. Còn cái con khổng tước kia thì mau chóng đi tu bổ lại trận pháp cho tao đi, đến lúc chúng ta cần dùng tới nó rồi đó. Ha, dân kim hải nè, ngươi rất có niềm tin vào việc đánh bại được ta quá ha, nếu biết chuyện này xảy ra thì năm xưa ta nên một tác đập chết tươi cái con quái vật nửa người nửa chim nhà ngươi để cho bớt phiền phức rồi. Nhị ngốc tử mắt trợn trắng liên tục cười lạnh rồi nói. Có gì mà năm đó chứ chả năm nay nếu như không phải vì nể mặt của tiểu muội thì ta đã đập chết tươi ngươi ngay rồi. Vân Kim Hải lạnh lùng nói. Kim Hải nè, ngươi hơi quá đáng thật đó nha. Không cần phải làm như vậy đâu. Chúng ta đều muốn rời đi khỏi cái vật này để tránh đại kiếp nạn. Cho nên ngươi không cần phải nói những lời gây mất hòa khí như vậy ở đây đâu. Vân Thương Hải lắc đầu nói. Tôi không có nói lung tung, tôi chỉ muốn cho bọn họ biết rõ tình thế hiện tại của bản thân mình ra sao mà thôi. Sau đó Kim Vân Hải nhìn về phía Thạch Hạo, rồi lại nhìn về phía của Nhị Ngốc Tử, tiếp tục nói. Các ngươi biết mình mới làm cái gì vào lúc này rồi đó. Phụ thân, ta cũng cảm thấy bọn họ cũng không biết thế nào gọi là tiếng thối cả, cho nên phải nhắc nhở bọn họ một chút mới được. Nếu không bọn họ cho rằng thiên thần sơn chúng ta là nơi nào chứ Người đàn ông trung niên được gọi là nhị gia kia cười gằn rồi nói Vậy chúng ta phải làm như thế nào thì mới được gọi là biết tiếng thối vậy Thạch Thảo không hề sợ hãi mà hỏi ngược lại Nhị gia lạnh giọng nói Cho dù ngươi có là thiếu niên chí tôn thì đã làm sao Dám ở thiên thần sơn chúng ta gây rối Thì ta chỉ cần giơ tay thôi là đủ để trấn áp ngươi không ngốc đầu dậy nổi rồi Ngươi có tin hay không hả ta không tin. Thạch Thảo lắc đầu bình thản nói. đúng là cái tên không biết trời cao đất rộng mà. còn ngươi thì sao? ngươi cũng không tin hả? Vân Kim Hải lạnh lùng nói. sau đó hắn lại quét mắt về phía Thạch Thảo cùng Nhị Ngốc Tử. đúng vậy, ta cũng không tin. Nhị Ngốc Tử nói. Hơ Vân Kim Hải hừ lạnh một tiếng. giống như thường truy bổ mạnh về phía Nhị Ngốc Tử và Thạch Thảo. nếu như hai người bọn nó bị đánh trúng thì chắc chắn phải trọng thương. Nhưng mà hai người bọn nó lại không hề xảy ra chuyện gì hết cả Hả? Vân Kim Hải kinh ngạc một lúc Sau đó y lại tiếp tục xuất thủ Đánh về phía hai người Thạch Hạo và Nhĩ Ngốc Tử Đúng lúc này thì Nhĩ Ngốc Tử khẽ quát một tiếng Rồi hóa thành một chàng trai Sau đó nó đưa tay ra vũ mạnh về phía trước Khiến cho Vân Kim Hải phun ra một ngầm máu Lão đảo lùi về phía sau Hả? Cái gì? Mọi người đều giật mình Tất cả cường giả trên Thiên Thần Sơn đều biến sắc mặt cả không phải con khổng tước hung dữ này đã mất hết tu vi hay sao? Tại sao nó còn có thể hóa hình người được? Lại còn có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy chứ? Giữa trường thì chỉ có nhị ngốc tử và thạch thạo là rõ ràng nhất. Bọn nó không phải lo sợ gì cả. Bởi vì có liễu thần đang âm thầm giúp đỡ. Cho nên bọn nó có thể thoải mái quậy phá mà không cần phải úy kỵ cái gì cả. Kiếm hải, ngươi còn không bao lui xuống cho ta. Vân Thương Hải quát lên. Trước đây lão thực tâm đi khuyên giải chứ không hề biết trước con khổng tước hung dữ này còn có thể đánh nhau được cho nên trong lòng của lão vô cùng chấn động lão dụng ngươi khôi phục lại tu di thì đã sao hả chỉ bằng hai người các ngươi mà cũng dám ở thiên thần sơn chúng ta ngang ngược hả hiện tại chúng ta sẽ trấn áp toàn bộ các ngươi bộ các ngươi phải giao nộp hộ tí và phải tu sửa trận pháp cho bọn ta vân kim hải quát lên đây là suy nghĩ của y từ lâu đã muốn làm như vậy rồi trước khi y xem thường đám người nhị ngốc tử nhưng hiện tại y đã nổi lên sát cơ rồi một chùm phù văn sáng rực vọt lên cứ như là một đoàn ngôi sao rơi xuống khiến hư không sáng rực cả lên nhưng mà nhị ngốc tử vốn hóa thành chàng trai vẫn đứng im không hề động đậy chút nào vẫn đánh cho vân kim hải bay vụt ra sau lần này y bị thương còn nặng hơn lúc trước nữa miệng không ngừng phun ra máu mọi người cảm thấy lạnh lẽo trong lòng đây là sức mạnh cỡ nào chứ thật là quá mạnh đi mà dạ dạ. lúc này vân hy liền bí mật truyền âm cho vân thương hải nàng nói cho Vương Thương Hải biết rằng có khả năng là có một vị cao thủ thần đạo đã tới nơi này rồi, khuyên lão tránh đụng chạm với cái vị cao thủ thần đạo này. Sau khi nghe Vân Hy nói xong thì Vân Thương Hải lập tức hút vào một ngụm khí lạnh, có cao thủ cấp thần giáng lâm thiên thần sơn sau. Điều này khiến cho lão vô cùng sợ hãi. Tại sao một chút khí tức về người đó mà lão cũng không thể cảm ứng ra được, thực sự là đáng sợ mà. Đồng thời lão cũng liếc nhìn qua cái đứa cháu gái của mình một chút, rõ ràng là ngay từ đầu nó cố tình không nói chuyện này ra cho mọi người biết mà cứ mặc cho cái vị thúc tổ Vân Kim Hải nửa người nửa chim kia phải ăn quả đắng mới hả dạ. Quả thực là Vân Hy không hề thích cái vị thúc tổ nửa người nửa chim này một chút nào cả, bởi vì lão dám đồng ý gả nàng cho người của Kim Sĩ Đại Bằng Tộc. Lão muốn hai tộc thông gia một lần nữa nhằm củng cố mối quan hệ cùng lợi ích của hai bộ tộc. Chỉ là nàng không hề nghĩ tới, nhị bá của mình cũng đứng về phe Vân Kim Hải mà đồng ý chuyện thông hôn này. Sau khi Vân Thương Hải nghe cháu gái của mình nói xong thì trầm mặc một hồi lâu, việc này thực sự là quá phức tạp mà. Lão tuy rằng không hề có ý ép buộc hay là bắt buộc gì nhị ngốc tử cả, nhưng mà bây giờ Vân Kim Hải lại gây ra náo loạn to như vậy rồi, thực sự là lão không biết nên giải quyết như thế nào cho ổn thỏa nữa. Phụ thân! Người đàn ông trung niên nhị gia mở miệng. Người mau lùi xuống! Vân Thương Hải quát mắng, lão không hề thích con mình và Vân Kim Hải đứng trên cùng một chiến tuyến chút nào cả. Đại ca, coi làm như vậy là có ý gì hả? Thiên thần sơn của chúng ta không hề kém bất kỳ một thứ lực nào kia mà, vậy mà tại sao hôm nay con lại cứ muốn cúi đầu với kẻ khác là sao chúng ta chỉ còn trúng áp bọn hắn rồi sau đó bắt bọn hắn phải làm việc là được chứ gì vân kim hải lạnh lùng nói ở ngay trên thiên thần sơn mà y lại bị người ngoài đánh cho trọng thương việc này khiến cho y cảm thấy khó chịu trong lòng lúc này tràn ngập sát cơ Ai... thiên hạ sắp loạn rồi bọn hắn và chúng ta đều muốn trốn khỏi đơn này thì cần gì phải là nổ đâu làm gì chứ Người cũng biết là tiểu mũi chưa bao giờ quên con chim hung dữ này kia mà. Vân Thương Hải thở dài rồi nói, lão vốn không hợp tính với nhị ngốc tử. Trước kia gặp mặt nói chuyện cũng chỉ là vì tiểu mũi mộng lan của mình mà thôi. đây thôi, trước tiên chúng ta cùng nhau đi xem qua cái tòa trận pháp kia cái đó. Vân Thương Hải đề nghị, mọi người của Thiên Thượng Sơn đều gật đầu tán thành. Hiện tại đại kiếp nạn sắp giáng xuống cho nên việc rời khỏi nơi này mới là quan trọng nhất. Những việc còn lại chỉ là thứ yếu mà thôi ai ai cũng không muốn phải trì hoãn quá lâu. Vương Kim Hải nghe mọi người đều đồng ý hết nên đành hừ lạnh một tiếng mà bỏ đi. Khi bọn nó đi về phía sau ngọn núi, liền thấy một trận pháp vô cùng xa xưa nằm ẩn giấu trong một cái bãi đá, gần như sắp bị năm tháng xóa bỏ rồi. Nhị ngốc tử yên lặng nhìn tới nhìn lui quan sát cái pháp trận đó, sau đó nó lại so sánh với trận đồ mà mình đã chiếm được từ lúc nhỏ rồi không ngừng gật đầu nói. Ừ, quả nhiên đã bị hư hại quá nhiều rồi nhưng mà những bộ phận được ghi chép ở bên trong trận độ mà ta có vừa khéo có thể sửa chữa được thứ này mọi người nghe nó nói như thế thì vô cùng vui mừng đối với bọn họ thì không có gì có thể tốt hơn tin tức này cả nhưng mà muốn tu bổ được trận pháp thì hiển nhiên không thể sử dụng tài liệu bình thường được bởi vì bọn họ muốn vượt giới mà đi nên phải dùng tới thật nhiều thần liêu trân quý mới đáp ứng yêu cầu được sau đó nhị ngốc tử viết ra hơn chục loại tài liệu đưa cho vân thương hải đi tìm khi lão liếc mắt nhìn qua cái đám nguyên liệu cần tìm thì lập tức hút lấy một ngụm khí lạnh mức tiêu hao để sửa chữa cái trận pháp này quả thực là kinh khủng mà hả à, qua xa xỉ mà có một vài thứ đến cả bảo khố của thiên thần sơn chúng ta cũng không có nữa phải biết bảo khố của thiên thần sơn đã được tích lũy không biết bao nhiêu năm tháng rồi mà vẫn không thể tìm đủ số thần liêu được yêu cầu kia thật sự khiến cho mọi người phải đau đầu không thôi à không còn cách nào khác ở ngoài việc đi mượn rồi chúng ta đành phải hợp tác với một cái thần sơn khác thôi bằng không vẫn chẳng còn cách nào nữa vương thương hải quyết đoán đưa ra quyết định của mình về phần vật liệu thì ta đã nói cho các ngươi biết rồi thì mau chóng đi tìm đi nhưng mà về phần muốn ta tu bổ cho cái trận pháp á thì vẫn là câu nói cũ kia các ngươi nợ ta một đoạn tình duyên cho nên ta muốn cô gái kia gả làm vợ cho tên nhóc này bằng không á thì đừng có mơ tới chuyện này nữa nhị ngốc tử lại bắt đầu hả hê nói <laughs> ta cũng chỉ có một câu thôi, chỉ cần Vân hy đồng ý chuyện này thì ta cũng đồng ý thôi hả? <laughs> Vân Thương Hải cười ha hả rồi nói. Dạ dạ. Vân Hy nghe xong liền đỏ hết cả mặt ra. Nàng nhìn nhóm thúc bá đang vô cùng trông chờ vào câu trả lời của mình thì vô cùng xấu hổ và giận dữ. Đồng thời nàng còn muốn đánh đập cái tên thạch hạo một trận thì mới hả dạ được. <laughs> Thôi được rồi, không nói tới chuyện này nữa nha Để chính con tự mình quyết định vậy Ai cũng không thể can thiệp vào được Vân Thương Hải cười cười nói Hỏi Linh Nhi ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Vân Hy rồi nói Đừng lo lắng, đến lúc đó ta giúp ngươi giải quyết con chim không lông đầy quái dị này Trong mắt của Vân Hy toát ra sự kinh ngạc Nhưng sau đó lại nhìn Hỏa Linh Nhi mỉm cười mà không nói lời nào trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Thà Thạo lại đứng thất thần không thèm chú ý tới mọi người. Nó đang nhìn về bóng người mờ ảo như có ba ngàn thế giới không ngừng hướng về người đó để tế bái kia. Liễu thần xuất hiện nhưng ngoại trừ thạch hạo ra thì không có một ai có thể nhìn thấy được cả. Thì ra là như vậy, không ngờ chính hắn là người lưu lại cánh cửa này. Như vậy hắn vẫn còn sống ở trên thế gian này rồi, nói không chừng chính hắn cũng đang ở hạ giới này. Liễu thần đang lẩm bẩm một mình, lời nói đó cũng chỉ có một mình thạch hạo nghe được mà thôi. Nó nghe xong thì chấn động trong lòng. Liễu thần khẽ nói, hay cha cha, đại kiếp nạn lần này có vẻ khá thú vị đây, khác với những lần trước đây, lần này có mấy người đứng ra làm chủ đại kiếp nạn này, ta cũng có khả năng chết đi, thật là một đại kiếp nạn đặc biệt mà. Đại kiếp nạn đặc biệt sao? Thạch Thảo cảm thấy lạnh lẽo khắp cả người, Liễu Thần đã phát hiện ra được gì mà lại lẩm bẩm như vậy chứ? Trừng Pháp nằm ở một vị trí vô cùng bí mật, nó ẩn giấu ở bên trong một bãi kỳ thạch tựa như là do thiên nhiên tạo thành. Nếu như không đọc qua ghi chép trên cốt thư Thì thực sự là không thể tìm ra được nó Ngồi xem sóng gió nổi lên thôi Liễu thần tiếp tục nói rồi biến mất tại chỗ Thạch thạo lập tức tỉnh táo lại Sau đó lại nhìn xung quanh mình Thì phát hiện nơi này cường giả như rừng Nhưng lại không có một ai có thể nhìn thấy được Cũng như nghe được lời của liễu thần nói cả Bãi đá rất lớn Khắp nơi đều là đá Có loại thì dựng đứng như măng Có loại thì như trâu đang nằm ngang dọc Đủ loại hình thù kỳ dị tất cả người trên cả dưới của thiên nhân tộc vô cùng phấn chấn bọn họ không ngừng thương lượng xem làm cách nào để thu gom đủ nguyên liệu để tu bổ trận pháp việc tu bổ trận pháp này là một công trình không hề nhỏ cho nên nhất định phải cần tới nhiều bộ tộc ra sức mới làm được nguyên liệu cần tới thực sự là rất nhiều cho nên chỉ dựa vào nguyên liệu bên trong bảo khố của bọn họ thì không thể nào đủ được vì thế bọn họ cần phải liên hợp với các bộ tộc khác để thu gom nguyên liệu dù sao đây là trận pháp dùng để vượt giới mà đi cho nên mức tiêu hao không thể nào nhỏ được. Mặc dù việc này rất khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn coi như là có một chút hy vọng. Nếu như thiên nhân tộc liên kết với các bộ tộc trên những ngọn thần sơn khác, á, thì những bộ tộc nhỏ bé như chúng ta thật sự không đáng chú ý đến mà. Đến lúc đó thì bọn họ sẽ cho phép chúng ta tới đây sử dụng trận pháp sao chứ? Hỏa nhà lo lắng nói, đám sư tử chính đầu cũng nhíu mày không thôi. Bọn họ linh cảm rằng nơi này sắp có sóng to gió lớn nổi lên rồi. Đến lúc đó, bộ tộc bọn họ muốn bước vào trận pháp để đi ra thế giới thần bí khác e là phải gặp phải muôn vàng khó khăn. Nên biết bất kỳ cái tòa trận pháp nào cũng có giới hạn cả. Nhất là loại trận pháp vượt giới thì số lượng truyền tống càng ít hơn những loại trận pháp bình thường khác rất nhiều. Cho nên muốn truyền tống đi quá nhiều người là điều không thể. Chính vì thế mà số lượng người được phép bước lên pháp trận kia rất là ít. Đến lúc các tộc cùng đến, những bộ tộc không hề có tôn giả tỏa trấn thì đừng bao giờ nghĩ đến việc tranh giành quyền bước lên tòa trận pháp kia. Thôi bỏ đi, chúng ta cũng không cần phải đi tranh giành làm gì mà. Sư tử chính đầu suy nghĩ rất nhiều nên mới đưa ra một quyết định quyết đoán như vậy. Cổng tóc mà ta nghĩ ở trong bộ tộc của ta không hề có tôn giả tồn tại cho nên đại kiếp nạn của gián lâm thì chúng ta cũng không cần quá sợ hãi rồi. Chim loan năm màu gật đầu tỏ ra vẻ đồng ý, nó linh cảm rằng thiên thần sơn nhất định sẽ gặp không ít sóng gió. Sống sót đúng là vô cùng quan trọng thực nhưng đại kiếp nạn lại không hề làm thương tổn gì tới những sinh linh chưa đạt tới cấp tôn giả thì bọn họ và bộ tộc của mình không cần thiết phải chạy trốn làm gì cả. Tuy rằng đi tới một cái thế giới thần bí khác là điều vô cùng hấp dẫn, thậm chí còn có thể coi là một cơ duyên vô cùng to lớn mà cả cuộc đời chưa chắc gặp được. Nhưng cái quan trọng nhất là bọn họ có mạng để mà hưởng hay không đã. Không có mạng để hưởng thụ thì là cái gì đi nữa cũng vô nghĩa thôi. Cho nên dựa vào tình huống hiện tại thì tốt nhất bọn họ không nên dây dưa vào làm gì. Thà Thảo nghe xong lời bàn tán của bọn sư tử chính đầu thì nhíu mày không thôi. Nó từng hỏi qua liễu thần và nhận được câu trả lời là không đi, Vậy nó cũng không cần thiết phải đi làm gì. Quan trọng nhất là vẫn chưa tìm được chút tung tích nào về cha mẹ cùng với gia gia đại ma thần của nó cả. Cho nên nó cũng không muốn đi khỏi nơi đây. Người lo lắng nhất trong đám người bọn họ đương nhiên là Hỏa Linh Nhi rồi. Phụ hoàng của nàng mạnh mẽ biết bao nhiêu ai ai cũng biết cả. Cho nên ông ta không thể nào tránh thoát được cái đại kiếp nạn này cả. Nàng lo lắng nhìn về phía Thạch thạo Thạch Hạo trấn an mọi người rằng Cứ chờ xem tình hình trước cái đã, thời gian vẫn còn kia mà không nên vội vàng đưa ra quyết định rồi lỡ mắc sai lầm sau này nữa đại kiếp nạn lần này vô cùng đặc biệt mà cho nên trước khi đại kiếp nạn diễn ra nhất định sẽ có dấu hiệu báo trước thôi ở xa xa bên kia thì nhĩ ngốc tử đang hả hê vô cùng hiện tại thì nó là một nhân vật vô cùng trọng yếu cho nên lúc nào cũng có người vây xung quanh mình cả hình dáng lúc nó biến thành hình người rất là có phong phạm có thể thấy được năm xưa nó oai hùng biết bao nhiêu đám người thạch hạo tạm thời phải cư trú ở chỗ này để chờ đợi kết quả từ người của thiên thần sơn bọn nó muốn nhìn thử thiên thần sơn cùng với những ngọn thần sơn khác có thể thu gom đủ nguyên liệu cần thiết hay không rồi sau đó mới tính tiếp đám người thạch hạo được dẫn đến nghỉ ngơi tại một cung điện nằm trên một ngọn núi vô cùng hùng vĩ nơi này có sương mù vờn quanh cây cối thì xanh um kèm theo là những con suối chảy rốc rách càng tô điểm thêm vẻ đẹp cho nơi này cảnh sát nơi này tương đối đẹp đẽ tại sao ta cứ có cảm giác là cái tòa cung điện này không phải là vật tầm thường nhỉ hỏa nhà kinh dị hỏi mặc dù chỉ là gạch ngói bình thường mà thôi, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác như là nó tràn đầy khí tức thần thánh vậy. Đương nhiên rồi, nó là do thần linh tự tay xây dựng nên á, thì làm sao có thể là vật bình thường được chứ. Một tinh hầu mở miệng giải thích, trên mặt gã thể hiện ra một vẻ rất khó diễn tả, giống như là đang hãnh diện kèm theo sự say mê nói không nên lời. Dẫu sao thì cung điện này được xây dựng lên cũng nhằm phục vụ việc ăn ở của mọi người mà thôi, thạch thảo nói nó cũng không xem trọng cái tòa cung điện này cho lắm cung điện này rất hùng vĩ ở trên bầu trời còn có linh cầm bay lượn kèm theo hoa rơi nước chảy nếu đứng ở trên đỉnh núi mà nhìn về phương xa thì thấy sương mù lưu động mặt trời đỏ hạ sơn tựa như là sống ở trên thần giới vậy này nè những người kia là ai vậy mà sao lại được sắp xếp cư trú ở trên này vậy đám người hầu không ngừng nhỏ giọng bàn tán về đám người thạch thảo Bọn họ không phải là tu sĩ của những ngọn thần sơn khác đâu Mà chỉ là những người bình thường thôi Ta nhớ lần trước á, hình như là có khách quý đến từ hống tộc Đã từng cư trú tại nơi này Bọn họ là một trong những ứng cử viên Để làm cô gia đó nha Đám người này so với họ thì tính là cái gì chứ Chú thích một cái nha Trong cái bản dịch này có chú thích là Cái từ cô gia Là cái cách để bố mẹ vợ gọi con rể Cái ý đại khái là chỉ người chuẩn bị làm rể Rồi tiếp tục chỉ mới có một ngày mà thôi mà phiền phức đã tìm tới cửa rồi. Là người của kim sĩ đại bằng tộc chạy tới gây chuyện. Bọn họ đến không chỉ một người mà nguyên một đám cùng nhau đi tới. Đúng là phiền phức không hề nhỏ mà. Dẫn đầu đám người của kim sĩ đại bằng tộc là một ông lão tóc vàng. Mắt tựa như là mặt trời thu nhỏ vậy. Khi chớp mắt sẽ có từng chùm sáng màu vàng tóe ra. Đáng sợ nhất chính là ông ta có một luồng khí tràn vô cùng mạnh mẽ. Mỗi một cái giơ tay nhất chân đều tỏa ra khí thế giống như là một vị thần linh cao cao tại thượng vậy xung quanh thân thể của ông ta đều có ráng lạnh hừng hực kim quang bao phủ cả người ta nghe nói có người dám tiến vào thiên nhân cát hôm nay ta đặc biệt tới xem thử là thần thánh phương nào mà có mặt mũi to lớn như vậy ha một người trẻ tuổi đứng bên cạnh ông lão kia mở miệng nói khi đám người thạch thạo đi ra ngoài nhìn thấy đám người này thì lấy làm kinh hãi không ngờ rằng những người đi tới đây đều là cường giả của bằng tộc cả bình thường làm sao có thể gặp được kim sĩ đại bằng chứ những người tới đây đa số không phải là kim sĩ đại bằng thuần huyết, mà bọn họ chỉ có một nửa huyết mạch của kim bằng mà thôi, nhưng trong số những người tới đây có không ít người là kim sĩ đại bằng thuần huyết, trên người bọn họ tỏa ra hào quang vàng ống như hỏa diễm đang thiêu đốt vậy. Ta cứ tưởng là đại nhân vật cỡ nào chứ, hóa ra là cái đám các ngươi, mặt mũi to thiệt nha lại có thể vào trong này ở đó." Một người thiếu niên nói với giọng vô cùng lạnh lùng. Tuổi tác của hắn không quá lớn, chỉ khoảng 16-17 tuổi mà thôi tóc vàng như thác nước đổ xuống hắn nhìn đám người thạch thạo với ánh mắt đầy bất thiện người này chính là kim vân tiêu mà thạch thạo đã từng gặp mặt qua khi ở hoàng đô hỏa quốc mà huynh trưởng của hắn lại là một trong hai đại kỳ tài mạnh nhất thái cổ thần sơn được người ta ca tụng người này từng rời khỏi thái cổ thần sơn tiến vào hoang vực để mài dũa bản thân hắn ta tuyệt đối là người mạnh mẽ và đáng sợ tìm bọn ta có chuyện gì hả thạch thạo hờ hững hỏi kim vân tiêu cười nhạo rồi nói cũng không có gì cả, ta chỉ muốn đến xem thử mà thôi. Nơi đây là thần điện của thiên nhân tộc, dưới tình huống bình thường thì căn bản không cho phép người ngoài nghỉ ngơi. Các ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng lại gì mà. Cho đám các ngươi trú ngủ lại thì các ngươi sẽ trú ngủ lại sao? Đây rõ ràng là đến cố ý gây sự mà. Người này từng bị thạch hạo cho ăn quả đắng khi còn ở Hoàng Đô Hỏa Quốc. Hiện tại hắn ta ý lại việc của trưởng bối đi cùng nên chẳng hề sợ hãi gì mà đi gây sự với đám người thạch hạo hiển nhiên là trừ cái vị công chúa của hỏa tộc này ra rồi với thân phận cao quý của nàng thì cho dù là ở thiên thần sơn hay là thần sơn của bằng tộc chúng ta đều có thể nhận được đãi ngộ tốt nhất kim vân tiêu tiếp tục nói lần đến đây chủ yếu là nhằm vào đám người thạch thạo mà thôi còn đối với hỏa linh nhi thì hắn vô cùng khách khí khi nói chuyện với nàng trước mặt của hỏa linh nhi thì hắn không hề tỏ ra vẻ kiêu căng mà cười nói vô cùng hòa nhã thậm chí hắn còn mời chào hỏa linh nhi đi tới bằng tộc làm khách một chuyến nữa hỏa nhà nhìn về đám người vừa tới rồi nói chủ nhân của nơi này sắp xếp cho chúng ta cư ngụ tại đây thì có liên quan gì tới các ngươi hả hay là do đám các ngươi ăn no trưởng mở không có việc gì làm nên chạy tới đây mà làm loạn hả ha cha cha chỉ là một con quạ nhỏ thôi mà cũng dám gây sự với bằng tộc chúng ta hả lá gan của ngươi không hề nhỏ nha nè ngươi còn không mau lăn lại đây thi lễ với chúng ta hả kim vân tiêu không thèm để ý tới lời nói của hỏa nha ngược lại hắn còn quay sang chế nhạo hỏa nha nữa Ngươi luôn tự cho mình là có huyết thống cao quý nhưng thực ra chẳng là cái thá gì cả. Hắn tuy là hỏa nha tộc nhưng cũng là con cháu của kim Âu tộc. Tổ tiên của hắn không hề kém cạnh gì so với bằng tộc của các ngươi đâu. Thạch Hạo lập tức lên tiếng thay cho hỏa nha. Thạch Hạo cũng không phải là lần đầu tiên đối đầu với sinh linh của Thái cổ thần sơn nên chẳng hề sợ hãi mà ra mặt giúp hỏa nha. Ngược lại nó lại lo lắng cho hỏa nha. Vạn nhất chọc giận tới cái bộ tộc kim sĩ đại bằng này rồi thì dẫn tới thù hận giữa hai tộc, cho nên nó mới lên tiếng như vậy ngươi cũng thật to gan ha nếu ở bên ngoài thì cũng thôi đi hiện tại còn dám chạy tới thiên thần sơn gây chuyện đúng là không biết chữ chết giết như thế nào hả kim vân tiêu liên tục cười lạnh rồi nói đám cường giả của băng tộc ở phía sau lưng kim vân tiêu sắc mặt lạnh lẽo vô cùng khóe miệng luôn nở nụ cười đầy chế nhạo lúc nào bọn hắn cũng tỏ ra vô cùng ngạo mạn tất nhiên là bọn họ có đủ tư cách để ngạo mạn mà tự thân bọn họ có tu vi ngạo thế lại có truyền thừa từ xa xưa cho nên bọn họ có tư cách nhìn xuống khắp hoang vực mà không để ai vào trong mắt cả. Thạch Thảo tuy rằng rất mạnh nhưng dù sao vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa trưởng thành mà thôi, cho nên bọn họ tự cho rằng mình có thể dùng tư thái người ở trên cao mà nhìn xuống Thạch Thảo. Ta thì có vấn đề gì sao? Người của Thiên Nhân tộc không chỉ xem ta là khách quý thôi đâu, thậm chí họ còn chuẩn bị kết làm thông gia với chúng ta nữa kìa. <laughs> Thạch Thảo cười ha hả, lại thêm câu nói thiên nhân tộc muốn cùng nó kết làm thông gia, đã chạm vào lòng tự ái của đám người kim bằng tộc. Bọn họ thực sự không thể nào giữ bình tĩnh được nữa rồi. Người nội lâu, dân hy làm sao có thể gãi cho một kẻ chỉ là nhân tộc như ngươi được chứ? Cho dù ngươi có thiên phú tốt đi nữa, thì có thể sống sót mà phát triển đến lúc trưởng thành hay sao? Có khi ngươi lại chết yếu cũng nên nữa. Một con kim bằng hơi lớn tuổi, mang đầy sát khí, hướng về thạch thảo mà quát lên. Hiển nhiên là nó muốn trở mặt mà ra tay với thạch thảo rồi. <laughs> Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn kết thông giao với thiên nhân tộc sao? Ngươi nhắm tự vấn xem thử mình có làm được hay không? Thạch Thảo liếc nhìn hắn xong liền phun ra những lời nói không tốt đẹp gì. To gan! Con kim bằng này lập tức gầm lên. Nà nà nà, lại còn dám ở thiên thần sơn ngang ngược nữa kìa. Hơi ta sợ quá đi. Chẳng lẽ ngươi dám ở trên thiên thần sơn này ra tay với ta sao? Có vẻ như ngươi chẳng xem quy củ của thiên thần sơn này ra cái đết gì thì phải ha. Thạch Thảo cười cười rồi nói một tiếng hự lạnh truyền đến tiếp theo là đám người kim bằng tộc tách ra nhường đường cho một ông lão đi tới người tới hiển nhiên chính là cái tôn giả hung hăng nửa người nửa chim vân kim hải kia rồi chứ còn ai khác nữa bọn họ đừng ta cho phép làm như vậy đó bởi vì ta là chủ nhân của nơi này sắc mặt của ông lão vô cùng âm trầm rồi nói thạch hạo nhìn thấy ông ta đi tới liền hiểu rõ mọi chuyện rồi nó vẫn cứ thắc mắc là tại sao người của kim sĩ đại bằng tộc lại đến thiên thần sơn nhanh như vậy thì ra cái lão già vân kim hải này đã cấp tốc đưa thư mời cho bọn họ tới đây không cần phải nghĩ sâu xa làm cái gì chỉ cần nhìn dung mạo của vân kim hải là có thể biết ra được ông ta có một nửa huyết mạch bằng tộc vô cùng thần khiết rồi thậm chí huyết mạch có khuynh hướng thiên về bằng tộc nhiều hơn là thiên nhân tộc nữa chính vì thế cho nên mái tóc của ông đã hoàn toàn là màu vàng như người của kim bằng tộc ta nhớ rằng dân thương hải mới là tộc trưởng của thiên thần sơn đâu phải là ông đâu thạch Thảo rất bình tĩnh hỏi cho dù như vậy thì đã làm sao Trên thiên thần sơn này ta vẫn có quyền quyết định một số việc đó Con người của Vương Kim Hải Có hạng quan lóe lên Lời nói tràn đầy sát ý Nếu không phải là tộc trưởng thì tốt nhất là ông nên thu hồi lại lời mình vừa nói ra đi Bởi vì chúng ta được đích thân dân thương hải tiền bối an bài nghỉ ngơi tại nơi này đó Chẳng lẽ ngươi dám làm trái lời của ông ấy hả? Thạch Thảo không hề sợ hãi mà nói Đúng sai rõ ràng như thế nào thì ta cũng có quyền bác bỏ lời của đại ca ta lần này ta cảm thấy hồi nãy đã thiếu quyết đoán khi xử lý chuyện của các ngươi rồi cho nên hiện tại ta thay mặt hôm nãy đưa ra một quyết định khác hoàn toàn quyết đoán hơn vân kim hải từng bước từng bước ép thẳng về phía đám người thạch hạo rõ ràng là ông ta muốn bất chấp hậu quả mà ra tay với đám người thạch hạo mà đây là ông muốn đoạt quyền rồi rõ ràng ông đang âm mưu xóa ngôi tộc trưởng của dân thương hải tiền bối rồi ngồi lên chức vị tộc chủ của thiên thần sơn mà thạch Thạo nhìn về phía ông ta cùng đám người kim bằng tộc phía sau mà quát lên một tiếng ầm vang xuất hiện kéo theo một luồng uy thế ngập trời tràn ra lông vũ màu vàng cùng với những đóa hoa lấp lánh do phù văn tạo thành tựa như những cơn sóng dữ bay thẳng về hướng của thạch hạo người giang nhị ngốc tử hét lớn lúc này nó đang ở trạng thái hình người cho nên trên người tỏa ra một luồng khí khái vô cùng thần võ dù sao thì năm đó nhị ngốc tử từng được xưng là khổng tước đại tôn giả hùng bá một phương kia cho nên nó không hề sợ hãi gì với người của thần sơn cả nó nhanh chân lao về phía trước rồi rung tay áo lên hóa giải tất cả mọi công kích của Vân Kim Hải, khiến cho nơi này nhanh chóng khôi phục lại yên tĩnh. Không còn gì để nói với bọn nó nữa rồi. Hôn trưởng, hình mau mau ra tay giúp ta bắt cái con khổng tước kia lại. Sau đó ta xét biển ý thức của nó để lấy cái tấm trận đồ không trọn vẹn kia. Vân Kim Hải nhìn về hướng cái vị lão giả của bằng tộc kia, sau đó ông ta lại chỉ về hướng của thạch hạo mà nói. Nhóc con, tao không muốn phí lời vô ích với ngươi làm cái gì. Ngươi mau chống giao nạp ra hộ tí kia đi. Bằng không, ta cho ngươi sống không bằng chết đâu. Lời ông ta vừa nói ra, lập tức khiến cho Thạch Thảo phải phì cười một trận. Quả thực là bá đạo quá đi mà. Chẳng lẽ ông ta muốn bất chấp hậu quả ra sao mà chém tận giết tuyệt bọn nó ngay tại nơi này mới chịu sao? Đây là do chính miệng ông nói đó nha. Hôm nay ta cũng muốn nhìn xem thử coi. Ông có thủ đoạn cao siêu gì để bắt bọn ta? Thạch Hạo lạnh giọng nói, Bằng tộc các ngươi quả nhiên lợi hại mà Đây rõ ràng là muốn lật đổ thiên thần sơn mà Hôm nay ta cũng đứng ở đây nhìn xem các ngươi có thể làm nên trò trống gì Nhị ngốc tử cũng lạnh giọng nói Chuyện riêng của thiên thần sơn chúng ta thì không cần đám các ngươi xen vào Hiện tại đám các ngươi nên lo cho bản thân mình thì hơn Vân Kim Hải cười gằn áp sát tới phía trước Ha, ta nhớ tới chuyện từng đánh cho một tên khốn kiếp nào đó học cả máu miệng Vậy mà hôm nay tên đó vẫn chưa biết sợ là gì Còn dám chạy tới đây lấn lối vậy kìa Khổng Cầu Kỳ mở miệng chế nhạo, uy thế của Khổng Tước Đại Tôn giả bùng phát ra. Kim quang dâng trào, Long vũ bay tán loạn khắp nơi, ánh vàng vô cùng rực rỡ. Trên người Vân Kim Hải thì phát ra sát khí ngập trời, thế nhưng ông ta không hề tỏ ra tức giận mà chỉ là toát ra luồng hàn ý lạnh thấu xương mà thôi. Ông ta cũng không hề nói năng gì, mà chỉ há miệng phun ra một cây cờ nhỏ màu xanh, lá cờ phần phật theo gió rồi không ngừng phóng to một cách nhanh chóng, sau đó cây cờ xuất hiện trong tay ông ta. Hào quang màu xanh bao phủ chấn động cả trời xanh, cho dù là tung giả hay là ai đi nữa cũng cảm thấy lạnh cả người, bọn họ ngay lập tức lùi ra xa, ai ai cũng cảm giác được một loại áp lực vô hình đang tỏa ra, khiến cho bọn họ đều phải im lặng không dám nói một lời nào nữa. Đây là vũ khí gì thế này? Cán cờ lạnh lẽo như được đúc ra từ kim loại màu xanh, lá cờ trông vô cùng cổ xưa, không những thế trên lá cờ còn có một vài ngôi sao màu đen nữa. Thanh binh khí này quả thực là quái dị mà, những gợn sóng nó tỏa ra như đang uy hiếp mãnh liệt tới mỗi người cho dù là tôn giả cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Uy năng của nó không ngừng khuếch tán ra, vô cùng kinh người. Mọi người ý thức được rằng đây không phải là thánh khí mà là pháp khí thần linh vô cùng mạnh mẽ, giết chết tôn giả cũng không thành vấn đề. Trước kia Vân Kim Hải chiến bại, nhưng dịp này trả thù luôn một thể, nên mang tới một thanh binh khí như vậy, không bắt giữ và tiêu diệt con khổng tước hung ác này. Khổng cụ kỳ, năm xưa ngươi vẫn phải là một đại nhân vật hay sao, nhưng tại sao hôm nay lại không biết tiếng thối như vậy chứ? Ngươi không phải là loại người không bao giờ nhận phần thiệt về mình hay sao? Hôm nay ta liền đánh cho ngươi thành đầu heo luôn. Vân Kim Hải lạnh giọng nói. Loạt soạt một tiếng, hai tay của ông ta cầm cán cờ màu xanh rồi vung mạnh. Chỉ trong nháy mắt thiên địa bị lưu mờ, nhật nguyệt biến sắc, càng khung trung chuyển, nổ vang không thôi. Lá cờ bay pháp hới, vang lên những tiếng vù vù, tựa như là giải ngân hà buông xuống, kéo theo vô tận khí tức khủng bố, trấn áp mười phương. Mọi người sợ hãi không thôi, với cái nguồn sức mạnh khủng khiếp như thế này thì ai có thể chống lại nó được đây cho dù là một vị tôn giả dùng hết sức chống lại cũng chỉ có thể có một kết quả là thân thể tan nát mà thôi khó có thể ngăn cản không xong rồi nhị tiền bối gần đi đời nhà ma rồi hỏa nhà rung giọng nói gọi ta là khổng tiền bối ta không phải họ nhị nhị ngốc tử khổng cầu kỳ lên tiếng nói đối mặt với cây cờ lớn đang xoay tròn ở trên không kia vô cùng bình tĩnh cơ bản chẳng thèm để ý bởi vì nó sống ở thạch thôn lâu như vậy rồi lại biết đến sự tồn tại vượt qua lẽ thường của liễu thần tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người nơi đây không tài nào đoán được cấp bậc cho nên nó chỉ có thể dùng hai chữ cấm kỵ để nói đến sự tồn tại của liễu thần mà thôi tồn tại cấm kỵ đang ở bên cạnh tự nhiên khổng cầu kỳ không hề sợ hãi mà tỏ ra vô cùng trấn định nó nhàn nhã nhìn vân kim hải ra sức vung lên cái lá cờ lớn tựa như đang xem một tên hệ đang biểu diễn vậy tất cả bộ tộc kim bằng đều nhanh chóng rút lui đến cả ông lão dẫn đầu cũng không ngoại lệ lão ta tỏ ra vô cùng nghiêm túc nhanh chóng tránh né những ngọn gợn sóng cuồn cuộn từ cái chiếc cờ lớn kia không dám chống đỡ trực tiếp nhưng việc khiến cho người khác trợn mắt há hốc miệng chính là tên đẹp trai khổng cầu kỳ chấp hai tay ra sau lưng đứng giữa trường không hề di chuyển một bước nào vẻ mặt như đang thách thức vậy nó quả thực là có phong phạm của tuyệt đại cao thủ mà nhị ngốc tỷ chỉ đang giả bộ mà thôi bản thân nó có vẻ ngoài phi phàm lại kết hợp với việc giả bộ phong thái của tuyệt đại cao thủ kia khiến cho nó toát lên vẻ vô địch mặc cho lá cờ kia chuyển động mà không hề nhúc nhích chút nào. Lá cờ rung lên tạo ra hàng loạt kiếm khí màu xanh bay về phía khổng cầu kỳ. Những tia kiếm khí này sắc bén vô cùng, nó đủ sức để chém giết một vị tôn giả mà không hề gặp chút trở ngại nào. Quả thực là kinh khủng mà, khiến cho trời cao đều rung động không ngừng. Nhĩ ngốc tử liếc chéo ông ta một cái, rồi giơ tay ngắt lấy một nụ hoa trong bụi hoa bên cạnh, sau đó nở nụ cười, rồi ung dung tách từng cánh hoa ra, cái cử chỉ ngắt hoa của nó không hề giống như là thần phật ngắt hoa mà tựa như một tên thu lỗ đang cố tỏ vẻ nho nhã vậy vô cùng hèn mọn vân kim hải tức giận không thôi không những thế vô tận kiếm khí do ông ta dùng cờ lớn phát ra không cách nào tới gần khổng cầu kỳ được khiến cho lão ấy tức giận đến mức trừng con mắt muốn rớt ra ngoài ta chính là khổng tước đại minh dương chuyển thế giảng pháp bất xâm đau kiếm bình thường không thể đã thương được ta bọn nhã nhép các ngươi còn không mau mau lui xuống đừng có diễn trò hệ trước mặt của ta làm cái gì Nhị ngốc tử trưng ra cái bộ dáng lưu manh Ngồi chết đi cho ta Vân Kim Hải không tin Ông ta lại tiếp tục rung lên cái cờ lớn Khiến cho nó phát ra ánh sáng cao tới vạn trượng Kèm theo tia chớp màu xanh như lôi thường giáng thế Đánh về phía nhị ngốc tử Đáng tiếc là vẫn công cốc mà thôi Nhị ngốc tử vung tay ném mạnh những cánh hoa về phía cờ lớn Bùm bùm vang lên Toàn bộ lôi đình đều phá diệt và tiêu tan trong hư không Thời khắc này mọi người đều hút vào một ngụm khí lạnh Vân Kim Hải lại càng rung động hơn còn người vàng ống của ông ta lập tức coi rút lại Ông ta không ngừng rút lui Sau đó thu lại sát cơ trên mình Người đã vượt qua cấp tông giả rồi sao Ông ta hít vào một ngụm khí lạnh đương đại có được mấy ai Có thể đột phá qua từng cảnh giới này Mà đạt được thành tựu này kia chứ À còn thiếu chút xíu nữa thôi Nhị ngốc tử rất khiêm tốn nói Nghe được câu này Vân Kim Hải thở dài một hơi Đồng thời vẻ hung ác trong mắt lại xuất hiện Ông ta rất muốn lần nữa ra tay chém chết Con khổng tước đáng ghét này Kim Hải, dừng tay lại. Hết tập 96. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Sa